Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tình hình tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc, lũ cuốn phăng nhà cửa Bắc Kinh gấp rút cứu trợ miền Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuần trở lại đây, miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong 60 năm qua, trong khi đó ở miền Bắc nước này lại đang bị nắng nóng. Theo truyền thông Trung Quốc, ít nhất 7 tỉnh miền Nam đã chìm trong nước lũ và bị sạt lở đất nghiêm trọng. Sau đây là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc. Hàng trăm ngàn người dân Trung Quốc sơ tán vì đợt mưa lũ kỷ lục 60 năm. Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay cho biết mưa lớn nhất trong nhiều thập kỷ đã gây lụt lội và lở đất ở khu vực miền Nam, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Mưa như chút đã khiến nước tràn bờ đến mức nguy hiểm tại sông Châu Giang những ngày gần đây, đe dọa hoạt động sản xuất, vận tải đường thủy và logistics trong bối cảnh các chuỗi cung ứng đang gặp sức ép vì các lệnh phong tỏa của Trung Quốc để phòng đại dịch COVID-19. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, lượng mưa trung bình ở tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 đã lên tới mức 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Tại tỉnh Quảng Tây, nước bùn tràn vào khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ đã phải sơ tán người dân trên xuồng cao su. Tỉnh này chứng kiến mức lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 2015. Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết mực nước của 28 con sông ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo, trong khi mưa vẫn tiếp diễn trong ngày hôm qua. Gần một nửa triệu dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt và lở đất ở tỉnh Quảng Đông. Lũ lụt do mưa lớn đã gây ra, buộc 177.600 người phải sơ tán, 1.729 ngôi nhà bị ngập, hơn 27 hecta hoa màu bị tàn phá và gây thiệt hại hơn 250 triệu đô la Mỹ. Cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông hôm nay cho biết, Quảng Đông là một trong ít nhất 7 tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục, gây lở đất nghiêm trọng và đường xá ngập sâu. Báo chí trong nước cho biết, ở tỉnh Quý Châu thuộc khu vực Tây Nam, nhiều video được đưa lên mạng xã hội cho thấy nước sông dâng tràn bờ gây ngập đường, cuốn trôi nhà cửa và xe cộ ở thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi bị nặng nhất. Sáng ngày hôm qua đã phát cảnh báo đỏ về lũ lụt sau khi nhiều vùng nông thôn ở đây và thành phố chính Phật Sơn của tỉnh này đã nâng cảnh báo lũ lụt trong những ngày gần đây. Trong khi đó, tỉnh Giang Tô ngày hôm qua cũng đã phát cảnh báo đỏ vì lũ lụt. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người đã được đi sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Trước đó, hồi đầu tháng, ít nhất 21 người đã không qua khỏi vì lũ lụt do mưa lớn ở tỉnh Hồ Bắc. Lượng mưa ở các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến lên mức cao nhất kể từ năm 1961, với lượng mưa trung bình lên đến 621mm trong 46 ngày. Tân Hoa Xã dẫn số liệu từ cơ quan khí tượng đưa tin, lượng mưa đó tương đương với 90% tổng lượng mưa của cả Trung Quốc trong năm 2021. Trung Quốc tập trung cho công tác chống lũ lụt tại các tỉnh miền Nam. Nhóm công tác của Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã đến các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông trong ngày hôm qua để kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ ở khu vực sông Châu Giang. Theo dự báo thời tiết, mưa rơi liên tục ở lưu vực sông Châu Giang từ hôm qua đến hôm nay sẽ gây ra áp lực cho công tác phòng chống lũ lụt trên các sông ngòi, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn của các hồ chứa và ứng phó ngập úng đô thị. Tình hình phòng chống lũ ở khu vực sông Châu Giang rất phức tạp. Theo đề nghị của cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán tỉnh Quảng Tây, trên cơ sở vật chất cứu trợ thiên tai đã được phân bổ trong giai đoạn đầu, Văn phòng Bộ Chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia, Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp sẽ cùng Cục Dự trữ vật tư và lương thực quốc gia Trung Quốc tiếp tục điều động khẩn cấp 180 thiết bị cứu sinh, 119 bộ máy bơm thoát nước khẩn cấp lưu lượng lớn, trạm bơm di động và thiết bị chiếu sáng để hỗ trợ tỉnh này thực hiện chống lũ và công tác cứu hộ khẩn cấp. Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác và nhóm chuyên gia hỗ trợ các khu vực trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý ứng cứu khẩn cấp của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến đặc biệt với cơ quan khí tượng, Bộ Thủy lợi và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên về công tác phòng chống lũ lụt. Cuộc họp đã phân tích, dự đoán tình hình thiên tai và xu hướng phát triển, đồng thời điều động và triển khai công tác phòng chống lũ lụt, cứu trợ thiên tai ở lưu vực sông Châu Giang, cũng như khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang. Số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy, 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này có mực nước lũ vượt mức báo động, với mức cao nhất lên đến 5,19m. Trong ngày hôm nay, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã liên tục phát đi cảnh báo màu đỏ với mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ
từ 20 giờ ngày hôm qua. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát huy trong năm nay ở Trung Quốc. Lũ vượt mức báo động, Trung Quốc phát cảnh báo cao nhất. Một đợt mưa lớn đã trút xuống nhiều địa phương Trung Quốc khiến hàng loạt tỉnh, thành phố phải phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất ở nước này. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng cảnh báo lũ quét lên mức cao nhất lần đầu tiên trong năm. Và lúc 10 giờ ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng, mức thứ 2 trong 4 cấp cảnh báo theo màu gồm đỏ, cam, vàng và xanh ở nước này. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ 14 giờ ngày hôm nay, một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành của nước này từ Bắc tới Nam. Trong đó, riêng các tỉnh phía Nam như là Giang Tây, Quảng Tây và Quảng Đông có nơi mưa rất to với lượng mưa lên đến 180mm. Chỉ trong sáng ngày hôm qua, các tỉnh như Chiết Giang, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Bắc đã phải liên tục phát đi 14 cảnh báo màu đỏ với mưa lớn. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã phải nâng mức cảnh báo lũ quét lên màu đỏ từ 20 giờ ngày hôm qua. Đây là cảnh báo lũ quét mức cao nhất đầu tiên được phát huy trong năm nay ở Trung Quốc. Trong khi đó, số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy chỉ trong vòng 24 giờ, 75 con sông ở hàng loạt các tỉnh phía Nam nước này đã có mực nước lũ vượt mức báo động với mức cao nhất lên tới 5,19m. Lưu vực sông Châu Giang tiếp tục có lũ lớn cục bộ. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Lý Quốc Anh hiện đang phải có mặt ở Quảng Tây để thị sát và chỉ đạo tình hình phòng chống lũ tại đây. 5 người dân đã được báo cáo là không qua khỏi ở Liễu Châu, Quảng Tây khi một căn nhà bằng gỗ bị phá hủy do lũ quét vì mưa lớn trước đó. Sáng ngày hôm nay, Liễu Châu vẫn giữ mức cảnh báo mưa lớn màu cam. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng đã phải cử các nhóm công tác và chuyên gia đến Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ và chỉ đạo phòng chống lũ lụt. Gần 220.000 người đã phải di rời vì mưa lũ tính đến ngày hôm qua ở tỉnh Phúc Kiến. Vì sao Trung Quốc hứng chịu mưa lớn bất thường? Giới chuyên gia thời tiết cho biết điều kiện hiện tại đang tạo thuận lợi cho mưa bão lớn ở miền Nam và nắng nóng ở miền Bắc. Theo nhà phân tích Wang Wei của trang tin thời tiết Trung Quốc, không khí lạnh cùng với không khí ẩm đang hội tụ và giằng co ở miền Nam. Mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày mai ở Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và Quảng Tây, sau đó di chuyển lên phía Bắc. Mưa lũ thường kỳ của Trung Quốc thường rơi vào tháng 6, nghiêm trọng nhất là tại khu vực nông nghiệp đông dân cư, dọc sông Trường Giang cùng phụ lưu. Nhưng vài năm gần đây, mưa lũ ngày càng trở nên dữ dội. Trung Quốc năm ngoái đã ghi nhận lượng mưa lũ kỷ lục là 672,1mm, cao hơn 6,7% so với mức bình thường. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin ít nhất 1,1 triệu người dân Giang Tây đã bị mưa lũ ảnh hưởng. 223.000 hectare đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bị phá hủy. Đầu tháng 6, mưa như trút nước ở miền Nam đã khiến ít nhất 32 người không qua khỏi, hơn 2.700 ngôi nhà và 96.160 ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất lúa gạo Hồ Nam bị phá hủy. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ còn có xu hướng nặng nề hơn do tác động của suy thoái rừng, săn lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Trái ngược với miền Nam thì các tỉnh miền Bắc như là Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc đang phải chống chọi với nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nơi đơn vị sản xuất linh kiện iPhone đã đặt một xưởng sản xuất đều vào khoảng 40 độ vài ngày gần đây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo rằng nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày mai với trung tâm nắng nóng vẫn là Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Cũng theo cơ quan này, nhiệt độ cao kéo dài như vậy vào tháng 6 ở khu vực là hiện tượng hiếm khi xảy ra. Các bạn có suy nghĩ gì về thông tin trên đây? Hãy để lại những ý kiến của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.